Chào mọi người, mình là Trung bên kênh Cần Câu Nhật Bản mọi người. Hôm nay mình quay cần câu tiếp cho mọi người lựa nhé. Đầu tiên là một cái cần ba khúc. Cần này là của Olympic nha mọi người, cần Olympic. Này, Olympic, thấy Olympic đây. Đây. Cần Olympic này, vàng cùng với chữ Olympic này. Cần này chất liệu là phíp nha mọi người, chất liệu là phíp. Mẫu hình của cái cần này thì khoảng 80-85%. Đấy, 80-85%. Đấy, máy fan là còn ok hết. Đấy. Ok. Fan này là kim loại luôn chứ không phải là không cần đá nha mọi người. Đấy. Đầu bô ok. Ok. Bát thì bát vặn này, bát vặn này. Đấy. Ok. Đấy, thử cái đọc cho mọi người nhé. Đấy. Đọc rất là cứng cáp nha mọi người. Cái cần này dài 4m1, thu vào là 1m43. Đường kính độc đỉnh là 4,2 ly, cân nặng là 860 gram. Cần này về câu lục là đúng bài. Số 1. 300 nha mọi người. Số 1 300 đi. Số 1 300 nhé. Số 2. Tiếp tục cũng là một cái cần 3 khúc. Đấy, cần 3 khúc. Cái cần này thì cũng chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của nó khoảng cỡ này, nước sơn nhuộm còn bóng nữa. Khoảng cỡ 85%. Đấy. Đó, fan gặp. Mấy cái fan còn ok hết nha mọi người. Fan. Cái fan thứ nhì từ đọc xuống nó hư rồi nè. Hư rồi nè. Mọi người về gỡ ra cọc cái fan khác vào nhé. Thì thay một cái fan này thôi. Đấy. Những cái fan còn lại thì ok hết. Nó có 1 fan, 2 fan, 3 fan, 4 fan. 4 fan và 1 đầu bu thì trong 4 fan đó thì có 1 fan hư nha mọi người. Đấy. Cần này thì hiệu gì thì mình cũng không thấy tem. Không thấy tem. Nhưng mà chắc là nó cũng là Ryobi hay là Taiwa hay là Olympic gì đó thôi. Đây. Đấy, đọc. Nó là cứng cáp nhé. Đấy, bát vặn này. Đấy. Gần là dài 3m9, thu vào là 1m37, đường kính độc đỉnh là 3,6 ly. Cân nặng là 740 gram. Cái này giá 200. Cây số 2 giá 200. Số 2 giá 200 nha mọi người. Đấy. Tiếp theo số 3 cũng là một cái cần 3 khúc. Cần 3 khúc. Cái cần này chất liệu là phíp nha. Ngoại hình của cái cần thì khoảng 85%. Đấy, 80-85%. Bát vặn này. Bát vặn. Này hơi đang bị cứng nha. Mọi người về nhỏ xí nhớt và vặn cho nó trơn. Đấy. Nó bị hư một cái fan này. Cái này, cần này thì người ta sản xuất chỉ có 3 fan và 1 đầu bu. Nhưng mà hư một cái fan này. Đấy, hư một cái fan này nhá. Đấy, có gì thì mình nấu cho mọi người biết. Đọc. Đấy, đó là cứng cáp. Cần 3 khúc. Cái cần này dài 3m9. Thu vào là 1m35. Đường kính độc đỉnh là 3,4 ly. Cân nặng là 880 gram.
số 3 giá 200, số 3 giá 200 nha mọi người. Tiếp theo số 4 là một cây cần 3 khúc của thằng Daiwa, 3 khúc của Daiwa nha mọi người. Đây, cần này chất liệu phíp, ngoại hình của cây cần này thì khoảng 90% rồi đây. Đấy, nó hơi bị cứng cứng. Đấy, mọi người nhỏ xíu nhớ ở đây cho nó trượt cho nó mạnh xíu nhé. Đấy, phan còn ok nha mọi người. Đấy, 1, 2, 3 phan, sản xuất 3 phan và một đầu bu. Đấy, đều còn ok hết. Lấy độc ra mình uống thử cho mọi người. Bát trượt Fuji FX7 này, về câu lục là đúng bài luôn. Cái cần này dài 3m6, thu vào là 1m27, đường kính đột đỉnh là 3,3 ly, cân nặng là 580 gram. Đây này, cây số 4 320.000, thôi bán 300 luôn nha mọi người. Tiếp theo lại một cây cần Olympic, cần Olympic chất liệu là phíp. Cái cần này ngoại hình 90-95% trở lên nha mọi người. Đấy, dàn phan nhựa này, phan nhựa đây, không nứt bể. Đấy, không nứt bể luôn. Phan còn ngon hết nha mọi người, phan còn ngon, phan còn ngon hết. Đấy, mình lấy cái đọt và thử đọt. Đấy, ok, nó là cứng cáp. Bát trượt, cái cần này dài 3m6, thu vào là 1m29, đường kính đột đỉnh của nó là 2,5 ly, cân nặng là 380 gram. Cái cần này cần số 5, 250.000, số 5 250.000 nha mọi người. Tiếp theo là cái cần 3 khúc, cần 3 khúc, cái cần số 6 này, 3 khúc à, cái phan cuối nó bị hư rồi nha mọi người, phan cuối bị hư rồi này, phan cuối cùng bị hư này, còn lại hai cái phan và một đầu bu thì mắc đá rồi, đầu bu mắc đá rồi. Đấy, đầu bu mắc đá rồi nha mọi người. Đấy, bát Fuji FX7 này, cần này chất liệu là phíp nha mọi người, ngoại hình của cái cần này khoảng cỡ 75-80% thôi. Đấy, dài 3m6, thu vào 1m25, đường kính đột đỉnh là 3,6 ly, cân nặng là 620 gram, 130.000. Này, cây số 6 130.000, số 6 130.000 nha mọi người. Tiếp theo số 7, số 7 là một cây cần 3 khúc Daiwa, 3 khúc Daiwa nha mọi người. Đây, cần 3 khúc Daiwa này nó có 3 phan, sản xuất 3 phan và 3 phan và một đầu bu, đều còn ngon hết nha mọi người. 3 phan và 1 đầu bu đây, đều còn ngon hết, ngon hết. Nó chỉ hơi bị oxy hóa chứ ngoài này về đánh là nó sạch nha mọi người, đánh là nó sạch. Đấy, ok. Bát Fuji này, bát là bát Fuji này, đây qua này. Đấy, cần này dài, nó ghi dài 33 nhưng mà đo thực tế là 32 nha mọi người. Đường kính đột đỉnh của nó là 3,5 ly, thu vào là 1m14 này, cân nặng là 440 gram. Đây này, cây số 7, đây này mình bán 300,
số 7 300 nha mọi người. Tiếp theo số 8 tiếp tục là một cây cần hai khúc đai hoa, cần hai khúc đai hoa nha mọi người, hai khúc đai hoa, đai hoa. Cái cần này thì ngoại hình của nó như mới luôn mọi người, như mới chưa dùng luôn, như mới chưa dùng luôn. Mọi người xem cái đầu đuôi của nó này, đấy, đầu đuôi của nó này như chưa dùng luôn. Tay này giống như kiểu hàng sâu trong xong người ta bỏ ra ấy. Đấy. Khoan bát còn ok luôn nha, bát này mới toanh luôn. Đấy. Đấy. Khoan này. Mới toanh sờ bánh luôn mọi người. Cái cần này dài 1m8, thu vào là 94 cm, đường kính đọc đỉnh là 4 ly, cân nặng là 410 g. Đã chưa? Này, đọc này, cứng này. Đấy. Là số 8. Cái gần này bán 300 nha mọi người. Số 8 300. Quá đẹp. Tiếp theo cây cần số 9 là cây cần bóng đoạn. Cây cần bóng đoạn này của thằng Đai Hoa nha mọi người, cần bóng đoạn của Đai Hoa. Đây, cần bóng đoạn của Đai Hoa. Cây cần này thì chất liệu là khiết, ngoại hình của cây cần này khoảng 90% trở lên. 90% trở lên nha mọi người. Đây. Này, chỗ này người ta sợ tục, người ta cọc thêm vào cái khang này, vào cái đầu bu này. Đấy, là người ta cọc thêm. Cái này hình như cái đầu bu này người ta thay rồi, thay cái đầu bu lớn hơn rồi nha mọi người, thay cái đầu bu rồi. Đấy, nó tục mất cái đầu bu cũ, người ta thay cái đầu bu rồi nhưng mà còn ok. Đấy, bát này ok, phan này, mấy cái phan còn ok hết nha mọi người. 1 phan 2 phan 3 phan 4 phan, sản xuất người ta sản xuất cái cần lại 4 cái phan và 1 cái đầu bu. Đấy, hết vặn này, kim loại này. Đấy. Cái cần này dài 4m8, thu vào là 1m2, đường kính đọc đỉnh của nó là 4,1 ly, cân nặng là 1 kg mốc. Cái móc nha mọi người. Cái cần này cần số 9 350.000. Số 10. Đây, số 10 là một cây cần đai hoa. Cần này chất liệu là phíp. Ngoại hình của cây cần này thì 85-90%, 85-90%. Cái dàn phan này thì nó hư hết rồi mọi người, hư đá mất đá hết rồi. Đấy, còn đầu bu thì còn này, còn đá ok này. Đấy, đọt này, đọt to cứng cáp này. 1 2 3 4, nó có 4 đoạn nha mọi người, 4 đoạn. Bát này. Cái cần này dài 3m9, thu vào là 1m16, đường kính đọc đỉnh là 3,2 ly, cân nặng là 540 g. Cái cần này số 10 150.000. 150.000. Số 10 150.000 nha mọi người.
số 11 là một cây cần đây, có vị thế này. Cần này chắc thì là China xuất nhập. Cần này chất liệu là gì đây? Chất liệu là phíp. Ngoại hình của cái cần này khoảng 85% nha mọi người, 85% này. Có một cái fan này, nó bị dính cứng nha. Bị dính cứng này, bị rớt keo rồi đang dính cứng rồi nè, cứng ngắt chỗ này luôn, fan này nó nằm cứng ngắt chỗ này, nó không tuột xuống nhau rồi. Đây, anh bị mắc cái nắp đít này, bị mắc cái nắp đít vặn nhá, mọi người về chế cái xu dán vào đây. Đấy, hàng fan này, fan của nó thì mình thấy còn ok, còn đá còn đồ ok, không bị nứt bể nhá. Đấy, ok. Đấy. Một đoạn, hai đoạn, ba đoạn, bốn đoạn nha mọi người, bốn đoạn tất cả, bốn đoạn. Cái cần này dài 3m9, thu vào là 1m14, đường kính đột đỉnh là 2 ly, cân nặng là 360g. Cần này số 11. Số 11 201. Số 11 201 nha mọi người. Tiếp theo cái cần số 12. Số 12 là một cây cần Daiwa, chất liệu là phíp. Ngoại hình của cây cần này thì 90% trở lên. Đây là dàn fan này. Đấy. Bát Fuji FX6 này. Fan. Đấy. Đọt này. Đọt rất là nhuyễn nha mọi người. Đấy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lóng tất cả nha mọi người, 7 lóng. Cần này 7 lóng. Cái cần này dài 5m3, thu vào là 88cm, đường kính đột đỉnh là 0,8 ly, cân nặng là 360g. Cần này là số 12. Cần mình bán 300 nha mọi người. 12, 300. Tiếp theo, cần số 13. Số 13 là cái cần của cái hiệu gì thì giờ thì không thấy tên nữa. Cần này chất liệu là phíp. Ngoại hình của cái cần này khoảng 80%. Phan này. Đấy, dòng phan ok nhé. À, ok nha mọi người, uống cái đọc cho mọi người thấy. 1, 2, 3, 4, 4 đoạn tất cả nha mọi người, 4 đoạn. Cần này dài Bát Fuji FX6, cần này dài 3m, thu vào là 0,9, thu vào là 90cm, đường kính đột đỉnh là 1,2 ly, cân nặng là 180g. Cần này số 13. Cần này 200 nha mọi người. Cây cần số 14 này. Cây 14 là cây cần Daiwa. Cây cần này mới toanh luôn mọi người ạ, như chưa dùng luôn này.
hàng này giống như kiểu hàng showroom bỏ ra đây, đây qua hàng đây qua đây, hàng này cao ISO nha mọi người, ISO này cao ISO. Bát Fuji FS6 này, càng này chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình nó chắc cũng phải là ngoại hình là 99% thôi nha mọi người. 99% như mới luôn. Người coi càng kinh khủng. Mới kinh khủng khiếp. Này, dàn phan của nó đẹp sao. Mới mà. Mới kinh khủng khiếp này. Độc mà, uống thử cái độc cho mọi người thấy nhé, rất là mạnh. 1 2 3 4 5 6 7, bảy lóng nha mọi người, bảy lóng. Cần này dài 5,4 này, thu vào không thu vào 90 cm, đường kính đọc đỉnh là 0,8 ly, cân nặng là 340 gram. Cần này số 14 350 nghìn. Đó, 350 nghìn nha mọi người. Tiếp theo, cần số 15. Chờ một tí. Là một cây cần Olympic. Đấy. Cần này chất liệu là phíp nha mọi người, chất liệu là phíp. Cần này câu ISO thôi. Chất liệu là phíp. Ngoại hình của cây cần này á, ngoại hình của cây cần này là 95% trở lên. Cần này cũng như mới luôn mọi người. Đấy, như mới luôn. Đây, những cái cần mới toanh luôn. Đầu đuôi chưa dùng luôn mọi người. Bát Fuji FS6. Dòng phan này. Phan ok nha mọi người. Phan ok. Đấy, phan Fuji rồi hết này. Đấy. Đọc rất là mạnh. Đọt mảnh này. 1 2 3 4, nó có 4 lóng tất cả nhé, 4 lóng. Cần này dài 2,9 này, thu vào 82 cm, đường kính tột đỉnh là 0,8 ly, cân nặng 140 gram. Cây này cây số 15, cây này bán 300 nha mọi người, 15 300, 15 300. Đường tính lại xem nữa, lúc nãy giờ thiếu số rồi. 1 2 3
Tiếp theo là cây cần số 16. Đây. Cần này thì nhìn mini nhỏ nhỏ thôi. 16 cây cần nhìn mini nhỏ nhỏ nha mọi người. Cần này của cái hiệu gì thì giờ cũng không thấy được rồi. Chất liệu là phíp nha mọi người, chất liệu là phíp. Ngoại hình của cây cần này thì 95% trở lên. Đấy. Ok, 1 đoạn, 2 đoạn, 3 đoạn, 4 đoạn, 5 đoạn. 5 đoạn tất cả. Phan kim loại hết. Đấy, mới toanh. Đây. Bắt vặn này. Đấy, cần này dài 1m6, thu vào là 40cm. Đường kính nọc đỉnh của nó là 2 ly, cân nặng là 100g. Cần này cần số 16. 140.000. 140.000 nha mọi người. Số 17. Số 17 cũng cây cần thuộc dạng mini. Cần này thì đây, của Suzumi nha mọi người, cần này Suzumi. Đấy. Mix carbon pad root. Đấy. Đấy. Cần này ngoại hình của nó khoảng 85% trở lên nha mọi người. Khoan này. Đọc của nó đây. Đấy. Một, hai, ba, bốn, năm. Năm đoạn nha mọi người, năm đoạn. Cái cần là dài 1m8, thu vào là 45cm. Đường kính đọc đỉnh là 1,9 ly, cân nặng là 80g. Cái cần này số 17. 170.000. Cần số 18. Số 18 là một cây cần của cái hiệu NGK. Cần này chắc liệu là phíp nha mọi người, chắc liệu là phíp. Ngoại hình của cái cần này khoảng 85% trở đây. Đấy. Phan Fuji này. Phan Fuji. Bát Fuji FS6 nhá. Phan Fuji Bát Fuji FS6. Ok nha mọi người. Đây. Chỗ này bị tróc sơn này, tróc sơn nhé. 1, 2, 3. Đấy. Cái chỗ này là chỗ làm cái chỗ để móc lưỡi chứ không phải là đấy nha mọi người, chỗ móc lưỡi nhé. 1, 2, 3, 3 lóng. Đấy. Cái cần này dài 2m1, thu vào là 76cm, đường kính đọc đỉnh là 1,3 ly, cân nặng là 100g. Đây số 18. Cần này 190.000. 18, 190.000. Số 20 là cái cần gì đây? Hàn Quốc xuất nhập, Made in Korea nha mọi người. Cần này chắc liệu là phíp. Ngoại hình của cái cần này thì khoảng 85-90% trở lên, nước sơn cũng rất là đẹp. Chỉ có chỗ này nó bị xước nha, bị xước đoạn chỗ này. Đấy. Xước sơn. Phan này. Phan ok nhé. Đấy. Phan Fuji ok luôn. Đọc. 1
2 3 4 5. Nó có 5 đoạn tất cả nha mọi người, 5 đoạn tất cả. 5 đoạn. Bát Fuji FS6 này. Cái cần này dài 2m6, thu vào là 64 cm, đường kính đục đỉnh là 2 ly, cân nặng là 160 g. Đấy. Cái cần này số 19. 19. 250 nghìn. 19 250 nghìn nha mọi người. Số 20 là cái cần này. Đấy. Cũng không còn cái tem của cái hãng gì rồi. Cần này chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của cái cần này khoảng cỡ 85-90% rồi đây. Đấy. Dàn phan này. Phan kim loại này. Vì đánh sơ là nó sạch rồi. Đọt mà. 1, 2, 3, 4, 5 lóng nha mọi người. 5, 6 lóng. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lóng tất cả. 6 lóng. Dài 2m3, thu vào là 53 cm. Đường kính đục đỉnh là 2,4 ly. Cân nặng 180 g. Số 20. 20. Cái này 140 nghìn nha mọi người. 20. 140. Rồi, cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video này của mình. Mọi người mua hàng thì liên hệ dùm mình số điện thoại bán hàng, đó là 0786 555599. Mình ở Đà Nẵng nha mọi người. Và mọi người mua hàng thì mình sẽ ship code, đơn hàng phải từ 200 ngàn trở lên mình mới bán nha mọi người. Và một cái điều lưu ý rất cần thiết nữa, đó là bắt buộc, đó là khi mà trước khi mọi người nhận hàng, mọi người phải mở hàng ra kiểm tra xem có bị nhầm lẫn hay thiếu sót gì không. Đấy. Hoặc là bể vỡ gì trong quá trình vận chuyển hay không. Đó, nếu mà gặp trường hợp nào thì mọi người sẽ điện thoại cho mình nhé, alo cho mình để giải quyết ngay lúc đó luôn. Còn mình sẽ không giải quyết những trường hợp đã nhận hàng rồi mới điện thông báo cho mình, thì mình sẽ không giải quyết những trường hợp đó nha mọi người. Đấy, cho dù khách quan hay không quan gì cũng thế.